Và bây giờ sẽ là trận cuối cùng của vòng đấu bảng giải SV được ca. Chào mừng ngày 19 tháng 5. Trận đấu giữa K10 và K11 sẽ quyết định xem ai sẽ là người cầm chiếc vé cuối cùng vào vòng bán kết ở bảng B này. Thành chiến thắng. K11 thì chắc đã xác suất bị loại ngay từ vòng trước. Nên họ cũng chẳng còn mục tiêu có Nam Cường. Trận đấu bắt đầu. Cầu thủ K10 đánh ra trước. Tấn Hải rất nhanh. Tùng ngay một cú sút. Bằng chỉ hơi trơn. À, như vậy đáp án trận đấu này sẽ là tiếp tục là Văn Vương. Vừa rồi lúc đấy anh bắt biên giao anh, bây giờ anh nhảy sang bắt chính rồi. Có lẽ AKC của anh ở ngày thi hôm nay sẽ là rất cao. Thì bắt liền hai trận. Muốn chưa Văn Thành. Văn Vương sút. Cái phút đầu tiên hiệp đấu, Văn Vương mới là tấn công đầu tiên của mình. Như vậy là các cầu thủ bên của K9 đang cổ vũ rất nhiệt tình cho K11, với hy vọng rằng họ sẽ là liếm được chiếc vé còn lại của bảng này. Chân đây ạ. À đấy, khá nguy hiểm đâu được. Các cầu thủ bên của K10 đang có một chút bối rối và lo lắng. Tôi sẽ tặng hương cho bạn họ bài hoang mang không khí hương. Đây rồi. Tấn Hải không được. Và chỉ cần cầu thủ ra một củ hành thành công K10, K9 sẽ bước qua khe cửa hẹp. Quý ấm. Không được. Tiếp tục là Văn Minh. Rút. Không được. Đừng bình từ cái phát biệt này. Và như vậy trọng tài xác định là bóng không chạm chân ai cả. Bàn thắng sẽ không được tính. Tiếp tục là đám nhiên cao thủ K10. Quý ấm. Không được. Tâm lý đấu thoải mái, các cầu thủ K11 rất có thể sẽ làm được chuyện. Không anh, không phải Tấn Hải, Tấn Hải sút ngay thì không được. Tiếp tục cầu thủ K10, Quang Hiệp vào. Và Đỗ Quang Hiệp. Thành đã gỡ hòa 1-1 các cầu thủ K10. Trận đấu đã được trở về vạch xuất phát 1-1. Hai đội lại xé nháp làm lại từ đầu. Không được. Một pha đá phạt ở vị trí rất nguy hiểm ngay sát vòng 50-50. Quả này cho thay ngay, tôi nghĩ là nên tay ngay báo hiệp vào để anh thực hiện những cú sút siêu trâu của mình. Thủ môn sẽ chưa kịp lấy bóng và bóng đã chưa vào gôn mất rồi. Đây là Văn Minh đang đi trước bóng. Sút không được. Kìa, trong tài trọng tài cân cút là phải vừa bước vào. Sút không được. Nguy hiểm. Văn Minh không được. Không được qua để Văn Cường. Quang Hiệp thế của anh. Vẫn còn. Không được. Nguy hiểm. Quang Hiệp không vào. Đường rất tốt. Đó chính là Hải Tư Giáp và Minh Châu Bò. Đơn giản hai hậu vệ và trông rất có IDK. Họ khá tương đồng với cặp hậu vệ đình đám của các thủ mẫu người xưa, đó là Vinic và Khắc Kinh Nhân. Không được. Văn Vương. Nguy hiểm. Không được. Đá vào lỗi với Đồng Anh. Chưa còn. Rất vượt chưa. Trong lúc tôi còn đang chém gió về sự bá đạo của các người, thì họ đã bất ngờ để cho cởi loạt số tư vừa rồi. Và Văn Vương đã chuyển bóng rất nhanh cho trường cởi. Để anh ra đi xuống đánh 2-1. Vâng, cứ cầu dọc may mắn. Tìm người lên chân. Chờ báo. Không được. Bắt Vương. Không được. Bay Hiệp. Wow. Cảnh tượng của Bay Hiệp lên tiếng. Một chút rút xa rất quyết đoán. Không cơ hội nào cho thủ môn bên này thì thua rồi. Cú sút là quá khó. Được. Có lỗi. Phạm phải hay là Đức Vương đã phạm lỗi với Văn Vương thì cũng vừa rồi. Một phạt đá phạt tôi chụp ở vị trí khá xa. Ở vị trí xa như này thì một cú sút thẳng đặt hết rồi. Vào đi. Hãy chờ xem Văn Vương như thế nào. Cậu Anh. Văn Lại ra lại đi. Lại
người có cần thức quyết. Đá bằng này. Mặt Phương. Không chưa. Cậu anh. Thắng nguy hiểm. Tấn Hải. Không được. Một cầu thủ mà huấn luyện viên nào cũng muốn có ở trong đội hình của mình. Nguy hiểm. Không được. Tẩn bóng vẫn có thể qua được Hải Tê Giác. Ở bên 10K11 thì có Văn Phương, và bên 10K10 thì có Hải Tê Giác. Rút ra kết đoán của anh. Yeah! À! Lại là Văn Phương. Đưa hòa 4-0 cầu thủ Gai Phồn. Trận đấu là một vương. Phải nói ông ta rút đuổi quá ai mà bây giờ K9 đang ra vào nước dẫn tiếp sức cho K11. Văn Phương không được, không được quay lại biên giác. Hai lao với nhau. Nhưng mà con trâu không được. Ngọc Anh. Một bên. Lại một lần nữa. Vâng, anh lại tiếp tục ghi bàn đang đi sớm anh. 5-1. Phạt góc không được. Mặt Phương rất kỹ thuật. Mặt Phương. Anh kinh cho Mặt Phương. Hai đội cứ hết lên vươn lên dẫn trước rồi lại bị gâu à, vươn lên dẫn trước rồi lại bị gâu à, làm tôi đã càng cả giọng để hét hò và thắng rồi. Cái đầu tàu K11 còn trước khi ăn mừng sao mà thắng. Những phút trận đấu trôi dần đến những phút cuối của hiệp hai, tỷ số ra là 6-5 nghiêng về K10. Với kết quả này thì K10 sẽ người là người giành chiến thắng cuối cùng của bảng B với vị trí nhất bảng. Nào vào Phương luôn kìa. Sút không được. Góc. Góc sút là khá rộng. Bắt Phương không vào. À không thôi. Thôi ba tỷ số là 7-5 khoảng chỉ còn rất ít thời gian. Rất chạy cầu của Văn Minh và kết thúc.